Bây giờ nhường cho hai đứa con hỏi Huy nè. Vâng. Em có vui không? Sao đấy, con chào đọc cho dễ hiểu chú ạ. Ok. Chúng ta đến với trận Huy trong nhanh như chớp. Ba đống cát đổ chung với bảy đống cát thì được bao nhiêu đống cát? 10. Sai. Thả thôi. Một đống cát. Một con sư tử ăn hết 3 ký cỏ trong một ngày. Hỏi trong 3 ngày nó ăn bao nhiêu ký cỏ? Chị có ăn cỏ không chị? Không, đúng không? Con sư tử đó cũng không có ăn. Yeah. Chính xác. Yeah. Có nào Nguyên quay hỏi chị có ăn cỏ không chị? Nghe nó có chết chết. Cá có ngủ không? Có ngủ. Chính xác. Trời ơi, nó dễ quá à. Tại vì con cá có ngủ, tại vì em nuôi con cá là chị biết con cá nó ngủ sao không? Ngủ sao vậy? Mở mắt. Chị không biết đúng không? Ờ. Con cá nó ngủ á là nó vẫn mở mắt như bình thường. Đúng, nó đứng lại nhưng thôi. Nhưng mà nó không phải nó đứng lại luôn, mà nó không bơi thôi. Mà con cá không có chân đứng bằng gì? Nó ngồi trên cái ghế á. Khi ngủ, cá có nhắm mắt không? Hồi nãy vừa nói luôn, con cá nó ngủ không có nhắm mắt. Đúng rồi, chính xác. Đâu đó là họ chơi đúng không chị? Chị Ngọc. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Nếu bạn thấy một con cá nhắm mắt, điều đó có nghĩa là nó đã bị gì rồi? Nó bị giết rồi, nó chết rồi, quả thiêu. Không, chính xác. Đúng, cá coi gì nhắm mắt. Chết sống gì đều phải mở mắt hết. Ủa, phải không có nha. Tay anh vuốt xuống là nó nhắm. Tại vì cá không nhắm mắt. Mắt cá có bao giờ mở không? Trời ơi. Ông bảo nè, cho lên lại đi. Đợi kia chơi rất là quẹt này. Không, lên lại. Nhưng mà nếu như câu trả lời này mà được nói ra từ miệng của em là em chính xác. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Doraemon và Doremi thi 1, 2, 3 với nhau thì ai thắng? À, con im lặng. Con Doremi tại vì con Doraemon á, nó chỉ ra được cái bao thôi. Thì khi nó ra cái kéo thì nó cắt. Không, chính xác. Im lặng ba dạy kìa. Ôm cái coi. Ôm coi. Tội nghiệp nhỏ không có tuổi thơ. Không, thật sự là tại vì em không có coi con Doraemon với con Doraemi. Con Doraemon là con Doraemi là hai anh em, hai con mèo máy. Hồi nhỏ đọc giống ba đứa cô không đúng không? Ra cái bao nào? Ra cái búa thôi. Dày, dày, rồi ra cái gì? Cái con Doraemi tưởng nó là cái con người. À, cái con gì Suka thì mới là người đúng không? Đúng. Không, anh biết em biết á, mà em cố tình em nói cho vui á. Không có, em để nhường cho đội em đúng không? Anh đang cứu em mà sao em không hợp tác vậy chứ gì? À, làm lại nè, anh biết là em biết mà em giả bộ nói cho vui thôi đúng không? Đúng rồi, em nói cho vui mà. Thôi đừng có xạo. Trời ơi. Đừng bao giờ tin MC, ok? Quý. Ok. Ok, câu hỏi tiếp theo. Chương trình khuyến mại bánh pizza mua một tặng một. Nếu muốn có 7 hộp, bạn còn mua mấy hộp? Thì mình mua 4 hộp. Chính xác. Lặp lại 4 lần không vấp. Cái này khó quá anh Văn, nói được, giùm nói em đi. Lặp lại 4 lần không vấp. Con két, con kẹp, con két cái. Két kẹp két, cái kẹp cái, con két. Con kép, con kẹt, con két, con kẹt cái. Đây, chính xác. Quá sướng. Câu này dễ hơn nè. Hãy lặp lại 4 lần không vấp câu. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua, buổi trưa ăn nhiều quá bị ra quá tụ. Buổi trưa ăn bưởi chua, buổi trưa ăn bưởi chua. Chính xác. Hãy lặp lại 4 lần không bắp. Chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi. Chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi, chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi, chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi, chị nhặt rau rồi luộc, em nhặt rau luộc rồi. Do. Không, chính xác. Cái cậu đó không có da trong đó, xuống. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Thích thể hiện. Tôi có cả hàm răng nhưng tôi không có miệng, tôi là ai? Chị đừng có hỏi em nữa. Tôi là ai tôi không cần quan tâm nữa. Bây giờ tôi không cần quan tâm nữa. Tôi không cần tạo nét nữa. Tôi tạo nét tôi muốn tét nào rồi. Thật chà. Không thể tin được. Cả hàm răng mà tôi không có miệng là cái gì? Dù như là cái cưa nè, hay là cái dao chặt đá nè. Như vậy là sau 2 phút đầy đau đớn thì Trần Anh Huy mang về được 3 lần trả lời đúng liên tiếp. Xin chúc mừng.